Hello, chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đến với lại cái video tiếp theo và đến với lại cái kênh Chó Bắc Hà TV. Hôm nay ngày mùng 1 mọi người ạ. Mùng 1 đầu tháng, chúc tất cả mọi người luôn gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Đấy, làm gì được đấy, cầu gì được đấy, thích gì được đấy. Tóm lại là muốn cái gì được cái đấy mọi người nhá. Hôm nay thì ngày mùng 1 thì em cũng làm cái video mở bát cho các bác. Hôm nay có mấy em mới về vàng, có và tiện thể là cũng sâu lại một em vàng kim này, và cho mọi người xem thêm sâu thêm một em vệ được mọi người, đẹp lắm, vệ này đẹp. Thôi rồi đấy, nó tiếng nó vừa kêu mọi người ạ, thôi không phải để mọi người chờ đợi lâu nữa, sau đây em sẽ quay ngược cam nhé mọi người nhé, xong em cho mọi người xem luôn. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh Câu Nói Muôn Thuở, đúng không ạ? Đăng ký kênh, like và chia sẻ video ủng hộ thằng em nha mọi người nhá. Chào tất cả mọi người. Đây mọi người này. Đấy mấy thằng màu vàng này. Vàng mũi lâu đấy nhá. Cái thằng này thì vẫn chưa đi được Sài Gòn này. Chị Hạnh ơi, chị liên hệ xem là có ai đón thằng này hộ em cái. Em chán thằng này lắm rồi. Nó ăn thì như trâu. Đấy cái thằng này này. Tối nay gửi bạn này rồi nhá. Đấy tối nay gửi bạn này về cái chủ. Ôi giời. Đấy. Đây còn cái bàn trắng này này. Bàn trắng này hôm chủ nhật mà có bác bảo mua hộ bác 4 triệu này. Đấy. Thế là bác cái bom luôn, im tịp luôn từ lúc ấy đến giờ. Em chẳng muốn liên hệ nữa các bạn. Đấy cứ bảo mua hộ á. Đấy mua hộ đấy các bạn. Khổ lắm ấy. Cũng chả sung sướng gì đâu. Các bác bảo cứ thế này thế kia nhưng mà người ta bom đầy đấy. Có ai biết đấy là đâu đâu ạ. Tờ tờ, đây là con vẹn nữa ghê gớm lắm. Riêng cái bọn cọc vẹn. Em không hiểu sao bọn nó cứ ghê gớm thế nào. Đây. Đi ra đây. Đấy. Người vằn đẹp thật chứ con cọc này. Đấy, ra phát là phải ra vào đấy đi đái đã. Còn cái bạn đây, bạn vàng kim đây. Mũi thì thâm xì đây. Đấy. Mũi này không phải mũi đen mọi người nhá. Nó là mũi lâu thâm xì luôn. Đây cùng đàn nó đây. Đấy, còn cái ông vàng kim này nữa. Đây là vàng thường nhá mọi người nhá. Đấy. Còn kia mới là vàng kim nhỉ. Đấy, vàng kim nó đây này. Đấy. Con này lông hai lớp, cái lớp ở trong thì vàng óng, còn lớp ở ngoài nó bị phớt trắng. Đấy, lông hai lớp chuẩn luôn. Còn với này chủ của bác này thì cũng xem luôn nhá, chủ con này này xem luôn, đón luôn rồi em cái, nhà em quá tải rồi. Đây một sân chó này, toàn chó là chó, chưa nói những con ở trên kia. Đây chủ của bác này cũng chuẩn bị này, chủ của cái con cái này cũng chuẩn bị này. Đấy. Ui, nhiều chó quá. Đấy, bọn vàng kim này em mới về xong em nhốt ở đây, giờ nó cứ ra chơi tí lại vào. Đấy. Đây là mà các bác thích cái đúng không? Ba con vàng cái luôn này. Ba con này đều cái nhá mọi người nhá, đều là sù cái vàng này. Vàng không mõm đen nhá, vàng mũi lâu nhá. Đấy. À, giờ sâu con này trước, con này xem bao nhiêu cân ạ, xem răng em nào. Cứ phải tóm cổ này. Ấy giờ bọn này nó lạ. Ấy. Vừa về nó lạ đây. Ui con này nặng đấy. Đây xem nào. Bọn chó cái thì không được mõm nó to được mọi người. Xem có đốm lưỡi đúng không nhá. À bọn bạn này đốm tí trong này đây mọi người. Đây. Đây đốm trong này. Đấy đấy đấy, đốm. Thằng mấy cân à? Ui. Chì. Vãi cả lực đạn. Ui con này phải 5 cân mọi người. Ủa 5 cân đấy. Cái vàng nhá. Đấy lại chạy vào đấy. Giờ đến con này. Con này xem. Con cái thứ hai đây mọi người này. Đấy, bác nào xem video kết con nào thì cứ chọn chụp màn hình nhé mọi người nhá. Em mở lưỡi để đánh dấu từ con một. Đây con này đốm đầu lưỡi này. Đấy đốm cả trong lưỡi luôn này. Đấy. Cái thằng vàng kim này. Đây là con thứ ba đây.
Thứ ba à, ra đây là con thứ ba này là bé nhất này. Ôi ông vàng kim này, ông vàng kim này. Ôi tôi chịu ông vàng kim. Ôi ông vàng kim. Là con thứ ba đây à. Đấy, toàn mũi lâu hết mọi người này. Thứ ba. Thứ ba không đốm nữa luôn à, ha, ha, trong. À có đốm trong rất nhiều luôn. Đây đốm trong rồi. Đấy, đây, đấy. Con cái số 2 là đốm nhiều nhất à. Con này thì đốm, con to nhất thì đốm ít nhất này. Con này thì đốm nhiều nhất này. Con này thì đốm ở trong. Đấy, đốm nhiều ở trong. Đây, còn tiếp tục bạn cái này đây. Cái hôm chủ nhật, sáng chủ nhật đây, đốm đầu lưỡi đây. Đấy, này. Đốm nhiều lắm ấy, con này. Ha. Con này là đốm lưỡi huyền đề kép hai chân sau. Này, huyền đề kép hai chân sau này. Đấy. Đây. Đấy, bị bom ấy, các bác ạ, đây. Bị bom. Đấy, người ta cứ bảo bắt hộ người ta có bắt đâu. Đây. Đốm lưỡi này. Ôi, ông vàng kim rồi. Ôi, ông vàng kim này. Ôi. Ông bị treo đấy rồi là ông làm nào. Bị treo rồi mọi người này. Nhìn ghét chưa. Bị treo rồi. Bị treo rồi, bị treo rồi này. Xuống kiểu gì mày. Không xuống được ấy. Ở đây đâu, trong kia kìa. Đâu, rồi, ép cổ lên kìa. Nè, cho mọi người xem lại em vàng kim nhé. Đây. Vàng kim này. Không đốm lưỡi, đốm nước gì luôn này. Đấy. Lồng nó thì phun luôn này. Này, lồng nó dày này mà. Này. Này, đấy. Ôi giời. Đó, con vẹn ra đây. À, đến con vẹn nào. Vẹn màu đẹp chưa? Lông đẹp chưa? Đấy. Ái, cái con này nó nhanh nhẹn á. Sau này nó cũng nhanh nhẹn, nó tẩm hơn luôn kia kìa. Bọn vẹn này nghịch lắm. Em đang nẹp tai thôi, hồn con này đốm nhiều thế. Ui. Này, mặt đẹp chưa? Đấy. Giới tính đây nhá. Đực. Nhanh nhẹn lắm, nhìn như con lợn luôn. Đấy, bọn cọc vẹn nó thế đấy. Con vẹn này thì giờ mới lẹp được tai có 3 ngày, tầm khoảng mấy nữa là tháo ra là lên rồi. Ok rồi. Đấy, tổng là thế là trong video này nhá, là em lên 3 con vàng kim cái này, được chưa? Đấy, 1 2 3 con vàng kim. Vàng này là vàng kim cái, nhưng mà cái loại là vàng kim ấy thôi. Vàng kim thường thôi mọi người ạ. Nó vẫn gọi là vàng kim thôi, nhưng thực ra nó chỉ là vàng kim thường nhá. Còn vàng kim này mới là vàng kim chuẩn của nó này. Đây là 4 con 9 này. Đấy. Đấy, con này là con 4 con 9. Còn 3 con kia chỉ là cái loại 2 con 9 thôi mọi người ạ. Đấy. 3 con vàng này là loại đây này, chuẩn tai cụp luôn này. Đấy. Nhưng mà nó chỉ là vàng 2 con 9 thôi. Còn cái con vàng kim kia mới là con loại 4 con 9. Đấy, đang đấy, đấy. Cứ tìm người khác lên nhảy đấy. Đấy. Ấy, úi giời, úi giời. Mẹ bố máu thật ấy. Úi giời. Chết tôi. Bé tí nó máu này này. Úi giời, úi giời. Nó máu lắm nhá. Đây, đấy. Đi săn này. Rồi, bọn kia sợ chui vào trong kia rồi. Đây, thế là ba con vàng cái này, một con vàng kim đực này, một em sù trắng bị bom hôm chủ nhật này, và một đôi cọc đỏ này. Đây, cọc đỏ đây. Đấy, cọc đỏ đây. Con này là con cái này. Cái cọc thỏ đây mọi người này. Đấy. Cái cọc thỏ luôn đấy. Đấy. Và một em cọc đỏ đực. Cọc đỏ đực đâu rồi? Cọc đỏ đực là cọc tịt đấy. Đây đây. Đây đây. Đấy, đấy, chạy nhảy này. Con này cọc tịt nhá. Cả hai em cọc đỏ này đều đỏ tuyệt mọi người nhá. Và cuối cùng là em cọc vẹn. Con cọc vẹn này phải 5 cân rồi mọi người. Này. Bác nào bắt cọc vẹn này chơi sướng này. Đẳng cấp này. Đấy, nghịch lắm ấy. Cọc vẹn nó rất là hiếm. Đấy, các bác thấy trên chợ với lại nhiều video, vẹn thì đã hiếm rồi, chưa nói gì đến cọc vẹn đúng không ạ? Hoặc xù vẹn. Xù vẹn thì nó cũng đẹp ở mức độ bình thường, nhưng cọc vẹn này là đẹp nhất. Cọc vẹn là thích nhất mọi người. Hiếm cũng cọc vẹn. Đấy, nhìn kìa, nhìn cái thằng này. Bọn nó thì trong khi đó thì chơi
mình thì làm này, làm phơi ra đây này mọi người này. Đấy, nằm kìa, ghét chưa? Nằm nghe thôi, nằm chơi thôi. Bọn cọc nó hay thế mọi người ạ. Đấy, tối nay gửi em này đây. Đấy, gửi thằng Đực này. Đấy. Giờ thứ nhất là giờ còn mấy con mà không biết là của chủ nó ở đâu. Chả thấy chủ nó liên hệ để mà mình gửi mọi người ạ. Nhiều quá giờ. Trong cái video này thì em gửi gắm rồi, mong chủ các cún liên hệ em sớm để em gửi đi. Nhiều quá là nhà quá tải rồi. Ở đây đã một đống rồi, còn trên trại nữa. Ôi ôi, quá nhiều chó mọi người ạ. Đấy nha các bác nhá. Các bác chủ động liên hệ em. Mọi người xem video, đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ em này. Các bác nào kết con nào thì ở em con đấy nhá. Đấy, thằng vàng kim này. Thằng 4 số 9 này cứ đòi cưỡi lên thằng con 2 số 9. Đấy, thế là tổng là cọc nhiều nhá. Cọc là có hai cọc đỏ này, một con cọc vẹn này, đúng không ạ? Là ba, tổng 3 con. Cọc đỏ thì một đực một cái, cọc vẹn thì là đực. Còn sù thì là có 3 con sù cái vàng, một con sù đực vàng kim và một con sù trắng mọi người nhá. Đấy, thế là tổng là 7 em. Đấy. Đấy, bác nào bắt em nào thì ới em nhá. Đấy. Đều hàng đẹp, hàng bảo hành hết. Bảo hành sức khỏe 7 ngày từ khi nhận chó mọi người nhá. Bế chó trên tay bắt đầu với tính bảo hành mọi người nhá. Đấy. Cho nó thoải mái mọi người ạ. Bán chó nó phải có bảo hành, không bảo hành thì mệt lắm mọi người ạ. Vậy nhá mọi người nhá. Em chào tất cả mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ạ.